Em chào cả nhà. Sáng nay em đi thăm để chỗ công nhân gì đó nha. Hồi nãy cả nhà. Trời mù mù muốn chuyển mưa cả nhà. Giờ nắng lên rồi cả nhà. Ngày mới em chúc cả nhà có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Cái điểm này em có đặt mười mấy cái nha cả nhà. Rồi để đi tới điểm rồi em quay cho cả nhà xem nha. Ngay cái lùm cỏ khô cao nè cả nhà. Có không đây? Có hàng cả nhà. Đó. Cái đầu tiên vô có hàng nha cả nhà. Đó mẹ. Bên đây em cũng có một cái. Cái này không dính cả nha. Này chuột nhỏ hay như cái nha. À, ăn đúng hết trơn rồi, nó không dính. Đúng rồi, đây nè cả nhà. Cái này cũng không dính luôn. À, dính được có một cái đầu tiên cả nhà. Tệ dữ rồi. Cái này có hàng cả nhà. Con này nhỏ hơn con nãy cả nhà. Mới dính được có hai con cả nhà ơi. Cái này không dính luôn. Tệ quá rồi. Có nhiêu nó chạy, bữa đó nó chạy hết rồi cả nhà. Cái này cũng không dính luôn. Không cái nào dính hết trơn cả nhà. La gì đâu mà quá tệ cả nhà ơi. Không dính gì hết. Mấy con à. Mấy con nha cả nhà. Mấy cái gai em gài lại nữa cả nhà. Nãy giờ mấy cái kia nó không dính, em không có quay nha cả nhà. Nó em con cái nè. Cái này có hàng cả nha. Ôi, cái này
này không dính luôn. Ngay được có mấy con cả nhà ơi, mười mấy con mà được có mới có 4 con rồi. Ở cái đám cỏ khô này nè cả nhà, sớm chị em thăm dính mới có 4 con rồi cả nhà. Giờ để em lên còn mấy cái nữa ở trước nhà cửa nhà, bây giờ em đi về thì em lên em thăm nữa nha cả nhà, để có không rồi em quay cho cả nhà xem nha. Cái đám cỏ khô này hôm bữa dính đâu 8 con hay gì cả nhà. Rồi em thấy dính ngon quá em để lại thêm một bữa nữa cả nhà. Mà bữa nay dính được có 4 con. Rồi còn mấy cái nữa là em đặt ở phía trước nhà. Bây giờ em về đó rồi có dính không này em quay cho cả nhà xem tiếp nha. Hồi nãy em thăm mấy cái ở trên ruộng em cả nhà, trên ruộng em trồng cỏ, ruộng khô, cỏ khô cả nhà. Em dính được 4 con. Giờ em về em ra phía trước em thăm cái nữa nha cả nhà. Cái này có hàng nha cả nhà. Này con bự nha cả nhà. Con cống chà bá luôn cả nhà. Cái bé bờ ao bên kia em có con cái nữa nha cả nhà. Ở cái góc dưới đây nè cả nhà. Đây. Cái này không dính nha cả nhà. Cái này đi nó ủi rồi cả nhà. Ở dưới cái ao cỏ này nè cả nhà. Đó. Em có đặt một cái bờ này là mấy cái nha cả nhà. Để em hay đi thăm có hàng không nha cả nhà. Cái này không dính rồi cả nhà. Đây có một cái này cả nhà. Có hàng cả nhà. Đó, đã chưa? Nhỏ hơn con nãy một chút cả nhà. Lội dưới cái mương này luôn, không biết họ có bị lúng không. Cái này không dính rồi cả nhà. Cái này trong cái hang nó chạy ra cả nhà, nó ủi lú rồi đi mất tiêu hết trơn rồi. Ok. Cái bé bên đây em có con cái mà giờ không biết nó nằm ở đâu. Đâu không thấy gì trời, mất tiêu rồi. Bờ này bên đây em còn cái nữa cả nhà. Cái này không dính luôn. Cái này bị nó ủi ăn rồi cả nhà. Còn có cái xác thôi mà. Ở dưới kia cái bờ bên đó đó cả nhà, em có một cái nha cả nhà. Em bước xuống eo.
Cái này chuột, chuột này gây rắn cả nha. Này gây rắn thì cũng hơi lớn tí nha cả nhà. Ở đằng đây em có con cái nữa cả nhà. Hồi nãy có con cái em dính con chuột vàng cả nhà, mà nó cái bẫy bật cắn cái đuôi nó bị lột da chảy máu cả nhà, thì em không có quay nha cả nhà. Đây chuột này, chuột này gây rắn nữa nha cả nhà. Hôm nay có được vài đám mưa nhỏ nhỏ rồi, chuột này về đi em lấy đi gà rắn luôn cả nhà. Em thăm hết bẫy rồi nha cả nhà, để trời giờ cũng nắng lên rồi, để em đi về nhà đi rồi em tổng kết thành quả ngày hôm nay cho cả nhà xem nha. Chứ giờ ở ngoài đây giờ nắng quá, điện hồi nó chuột nó chết hết cả nhà. Rồi em vừa về tới nhà nha cả nhà, để em tổng kết thành quả ngày hôm nay nha cả nhà. Coi coi được mấy con, 2, 4, 5 được 9 con cả nhà. 4 con này nè cả nhà, 4 con này là sáng em thăm ở trên cái đám cỏ khô của em á cả nhà, em thăm trước xong rồi về em mới ra ở đằng trước nhà em thăm vòng vòng mấy cái ao mình ta tưới đồ cả nhà, là được thêm 2 con cống rồi nha cả nhà. 3 con, 3 con chuột này đi gài rắn cả nhà. Có con này nè cả nhà, con này là sớm nó bị cắn cái đuôi nó lột da chảy máu không có quay nha cả nhà. Đó. Rồi. Đặt mười mấy cái mà được như đây là cũng im lắm nha cả nhà. Đó, được 3 con cống lớn. 3 con cống con. Và video tới đây em xin kết thúc nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay thú vị nhớ like và chia sẻ ủng hộ để em có động lực em ra những video tiếp theo nha cả nhà. Em bye bye cả nhà. Em hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.